Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm nay, thời tiết Bắc Bộ chủ đạo là có nắng và nhiệt độ cao nhất dao động trong ngưỡng từ 28-32 độ. Đến đêm ngày 16 sang tới ngày 17 tháng 4, một đợt không khí lạnh tràn về sẽ làm cho mưa và nhiệt giảm, còn dao động trong ngưỡng từ 22-24 độ, trời lạnh. Những ngày sau đó thì không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng chậm cộng với mưa ẩm xuất hiện. Ngoài sự chuyển biến về thời tiết này thì quý vị cũng cần lưu ý trong ngày hôm nay. Khu vực vùng núi Bắc Bộ vẫn chịu tác động của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên mưa vẫn xuất hiện ở nhiều nơi tại các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Cạn. Người dân ở các khu vực này cần hết sức lưu ý. Với miền Trung, thời tiết trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam giàu ẩm nên trời nhiều mây, kèm theo đó là sương mù bao phủ. Đến trưa và chiều nay thì trời có nắng trở lại và nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 28-30 độ. Trong khi đó ở các tỉnh từ Quảng Bình tới Bình Thuận trời nắng sớm hơn, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 31-33 độ. Dự báo cũng đến khoảng ngày 16 và ngày 17 tháng 4, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc, khu vực cũng sẽ xuất hiện mưa rông rải rác. Trong cơn rông cần đề phòng gió giật mạnh, đồng thời nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm nhẹ. Nắng cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Nắng bắt đầu từ 8 giờ sáng và kéo dài đến 16 giờ chiều. Vào thời gian nắng như thế, nhiệt độ cao nhất ngày trên cả hai khu vực cũng sẽ tăng lên ngưỡng từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ ở vùng cao nguyên và từ 32-35 độ tại khu vực Nam Bộ. Sau đó vào chiều tối thì Nam Bộ vẫn có mưa rông, tuy mưa xảy ra không nhiều nhưng quý vị vẫn cần đề phòng cục bộ sẽ có mưa với lượng mưa khá lớn là trên 50mm. Ngoài mưa thì quý vị cũng cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh và sấm sét đi cùng. Xâm nhập mặn trên hệ thống sông Cửu Long có xu hướng tăng 2 ngày tới theo kỳ chiều cường nhưng đợt này không quá nghiêm trọng. Đây là thời điểm xâm nhập mặn cuối cùng trong mùa khô năm nay. Sau đó, tình hình xâm nhập mặn trên hệ thống sông Cửu Long sẽ giảm dần. Từ ngày 20 tháng 4, gió mùa Tây Nam sẽ bắt đầu hoạt động với cường độ yếu. Từ đó sẽ gây mưa chuyển mùa cho khu vực Nam Bộ với diện rải rác ở một vài nơi. Đầu tháng 5, mưa Nam Bộ tăng dần và chính thức bước vào mùa mưa. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù,
tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.